là cái cá tươi, hiểu không? Dạ dạ, mà phải nhớ đó, cá này nè, thấy chưa? Nè cầm coi. Hồi nãy tôi nói là phải vạch cái này nè, khi mà nó đỏ là nó còn tươi, biết chưa? Nè tôm về là ngon nè. Rồi đi kiếm mua gia vị nữa đi. Trời ơi, bây giờ ở siêu thị gà thì làm sẵn, chứ hồi đó mà muốn ăn gà là phải cắt cổ ha, rồi nhổ lông nè, gà đó ha. Nhớ cái này xé phay, nấu cháo xé phay cũng ngon lắm. Coi coi coi, dồn kỹ vô đây nè. Thịt heo ha, thịt heo là phải tươi vậy nè. Đó, biết cái này miếng này coi gì không? Là cốc slot ha, đó, cốc slot. Nói chữ sờ vô nghe cho nó vui vậy mà. Đây nè, thịt heo cái miếng này ngon. Trời ơi, cái này mà về luộc mua mới tép ha, luộc ra cái cho nó cũng bánh tráng ha. Mấy cái thằng con trai đứa nào nó không thích nhất là mấy cái thằng ở miền Tây á. Làm món này khó lắm. Khó cái gì phải ráng. Muốn lấy chồng, muốn làm dâu là phải biết thương chồng thương con chứ gì. Cái khó lắm, khó lắm. Giờ lựa cho tôi coi thử kìa. Đây nè, lấy cái này. Lựa đi. Không lựa là coi chừng đó nha. Xé ra, bỏ vô. Đẻ lên coi. Lựa hả? Ừ. Cái này cũng bánh trắng hả? Để nó đâm vô họng chết. Ừ, cái đó là tạm được. Nhớ nghe chưa? Dạ. Lại lên đi. Trời ơi, có bả mò cái ông nội ơi. Cảm ơn con. Thôi. Miếng đủ không? Dạ, đủ ạ. Ít thôi. Mua gì mà nặng ơi là nặng, từ siêu thị bước ra ngoài cổng đã thấy không thể nào mà xách về nổi rồi. Bây giờ còn đi bộ về nhà nữa, có bao giờ mới về đến nhà đây. Nắng quá, mệt quá, gan nua quá. Bị sao vậy? Đau giọt đâu. Trời ơi, con đã nói rồi, nãy bảo gọi taxi mà không thèm gọi, bây giờ đi bộ. Bây giờ làm sao bắt taxi về được nữa? Bây giờ làm sao mà về? Đau giọt quá, làm sao vậy? Mệt quá, mệt quá. Đau. Bóp hai tay. Đau sao bóp tay được? Bóp vậy mới được. Ước gì mai mốt dâu tôi nó cũng bóp chân tôi vậy đó. Chúc má may mắn con ở nhà có ba mẹ chồng khác rồi. Trời ơi, bóp chân, chặt chân, bóp chai làm sao được? Có dầu. Làm gì có dầu ở đây? Có nè. Trời ơi, mày chuẩn bị sẵn luôn. Đâu có, già cả thì đâu phải có dầu. Sao hỏi hoài. Rồi, bóp từ từ. Đó. Ngon quá má ơi. Công nhận nha, bánh bò má làm á, ăn hoài không ngán luôn á. Trời ơi. Mà con nói má nghe, sau này á, vợ con là phải làm bánh bò được y chang như má con mới chịu. Nịnh tôi hết biết luôn. Dạ lâu rồi mà suốt ngày cái lẻo đẻo theo tôi thiên ớn à. Con quyết định rồi, con sẽ không lấy vợ luôn, con sẽ ở với má suốt đời. Nói vậy rồi người ta nghe, người ta nói làm mình lấy cái. Vậy thì ai mà phải được y chang như má con mới lấy. Thôi à, thôi à, mà má nói cho nghe nè, lựa vợ đó không cần đẹp đâu con, mà phải lựa cái đứa nào mà nó đảm đang nè, nó thương chồng, nó thương con, rồi nó hiếu thảo với gia đình, rồi nó còn làm dâu cho má nữa. Đừng có lấy mấy cái đứa mà trời ơi tôi nó làm biến chảy thay ra, cái rồi về đây tôi làm dâu thế cho nó nữa đó. Thì bởi vậy con mới nói là phải ai y chang như má con mới lấy. Ừ, giống như má đẹp ba con vớt rồi.
nè, ba con đây ha, ông mất sớm á, chứ mà ổng mà còn sống á, ông lựa vô khó hơn má nhiều. Thì bởi vậy cho nên con mới không dám chọn. Không dám chọn. Ngồi vậy. Nói đàng hoàng. Nè, nghe hỏi nè. Dạ. Có ai chưa? À, dạ chưa. Nghe đây. Nè, tụi nó nghiêm túc rồi nha. Muốn cái gì cũng được, lựa cái gì cũng được, nhưng riêng dâu là má phải lựa. Nghe chưa? Đừng có đưa cái thứ tầm ấy tầm ba vậy rồi, rồi để cho má làm dâu lại. Nghe chưa? Tụi nó nghiêm túc á. Cái mặt sợ kìa. Thương quá à. Con biết rồi mà. Vậy con quyết định luôn, con sẽ ở với má suốt đời luôn. Alo. Con hát con. Tết này mùng mấy con về vậy? Hả? Hả? Gì đang nói vậy tắt vậy cha? Tiền để đóng đủ mà mạng gì kỳ cục nữa. Coi thì cũng đặng, đẹp người á, chứ không biết cái nết na sao đây. Chị làm giúp em nhá. Thôi, làm đâu. Cô ơi. Gì đấy cô? Cô sang nhà con làm giúp việc được không? Nhà con nhỏ lắm, bây giờ cô làm 2 tiếng là xong. Cô làm cho con nhá, được không? Thôi, cô không làm được đâu. Bị cô nghĩ sao mà cô kêu tôi đi giúp việc cho cô. Thôi, tôi mắc công việc nhiều lắm, cô đi mướn người khác đi. Không được hả cô? Vậy tôi làm được không? Được không? Bao tiền một giờ hả cô? Cô trả nhiêu giờ? 120 một giờ đúng không ạ? 120. Ừ, được. Được, ừ, được hết. Ok, chốt luôn. Một ngày 2 tiếng, 1 tuần 5 ngày. Nó nói chậm chậm nghe gì cũng không kịp từng sao đó chậm chậm nghe không có được. 2 tiếng một ngày, 1 tuần 5 ngày. Vậy là một tháng được nhiêu tiền? Tôi khỏi đi, nhiêu tiền à? Được rồi, ha. Có một điều kiện bắt buộc nữa là lúc nào tay chân quần áo cũng phải sạch sẽ cô nhớ. Cỡ này được chưa? Nhưng mà sạch sẽ có thêm tiền không? Nhanh mà đúng không? Nhanh sao không làm đi, mướn người ta chi cho tốn tiền. Nếu mà có không lười ấy thì làm sao mà cô có cơ hội để hành nghề? Tôi sẽ quất làm gì có cơ hội cô.
có một cái miệng tép lặng tép lỗ chữ nha. Cái nết thì không có dữ đâu. Trời ơi, nhà cửa gì thật. Bà cô ơi, hình như cái nhà này là đàn ông sống độc thân hả cô? Nhà này là của bạn trai con thuê. Con và anh ấy cũng yêu nhau được hơn một năm rồi. Hơn năm rồi mà rồi có đưa cô về quê ra mắt không? Dạ chưa. Anh ấy nói mẹ anh ấy khó lắm nên chưa dám dẫn con về. Khó là khó làm sao? Thì anh ấy ví mẹ anh ấy giống bà chắn lửa, đúng kiểu bà mẹ chồng khó tính. Vậy? Ơ, làm sao mà cô phải giật mình vậy? Ôi trời, già cá rồi, nó rớt chút xíu. Để con kể tiếp cho mà nghe. Anh ấy nói với con là con còn phải vượt qua vòng sát hạch của anh ấy mới dám dẫn con về nhà gặp mẹ. Sát hạch? Sát hạch là sát hạch sao? Vòng sát hạch ý. Là sát hạch sao tôi không có hiểu. Trời ơi, là con gái, việc đầu tiên đi lấy chồng là phải làm gì? Thì phải làm dâu. Chắc từ trước đến giờ cô chưa làm dâu nên cô không biết đúng không? Ôi, tôi xấu quá, ai lấy đâu làm dâu không biết nữa. Con cũng nghĩ vậy. Để con nói cho cô nghe. Con gái thời nay thì phải đẹp. Đẹp là sẽ có quyền. Bây giờ chỉ cần bỏ một chút tiền ra thuê người giúp việc, thời gian còn lại thì mình sẽ làm đẹp. Đẹp để cho chồng yêu thương mình hơn và có động lực kiếm tiền nhiều hơn để giữ một người vợ đẹp như thế này. Nghe cô nói cái tôi hình dung mấy cái cô gái đó cái như là cái bình bông di động mà đi tới đi lui trong nhà rồi chui vô phòng. Ôi chứ cái kinh nghiệm của tôi, cái tuổi của tôi sống tôi biết. Đàn ông quá vậy, họ thích đàn bà là phải là đảm đang thương chồng thương con. Đó, mà muốn như vậy, muốn giữ chân đàn ông là phải có những cái đức tính đó. Nha. Cô nói hay lắm, cứ như cô lấy chồng ấy. Nói chơi vậy thôi chứ tôi tới hai ông đó nha. Hai ông liền? Ừ. Cô đùa con không đấy? Còn một ông đã nín thở rồi đây này. Tôi một ông lớn, một ông nhỏ. Tôi làm vợ của ông lớn rồi, làm mẹ của ông nhỏ luôn. Thêm 15 năm làm dâu xuất sắc. 15 năm? Ừ. Con thì nghĩ con làm vợ là ok, còn cái chuyện làm dâu con học hoài không được á. Nhưng mà rồi cô có muốn mà làm dâu nhà cái anh Tuấn gì đó không? Con muốn chứ. Nhưng mà con ngại bà mẹ chồng quá, không biết tính sao bây giờ. Bây giờ tôi hỏi nha, con muốn tôi dạy làm dâu cho không? Hả? Nhưng mà cô ơi, tôi thấy cô cũng đẹp chứ, rồi sao rồi ở nhà bộ rồi ba má cô không dạy sao mà để ngắn làm dâu? Làm gì có ba má đâu. Hả? Mở mắt ra thì trong trại mồ côi rồi. Oh. Thôi sạch sẽ mát mẻ tôi về ha. Cô định không lấy lương à? Ý quên. 2 tiếng 120 ngàn nha. Con gửi. Ừ. Không phải là 2 tiếng 120 ngàn mà là 120 ngàn một tiếng. Cô làm ăn như vậy lỗ chết. Quên. Tôi đi nha. Dạ. Má. Ủa sao nó biết? Dạy con cách làm dâu đi. Từ nhỏ tới giờ con không có ai để gọi bằng má hết. Mà bây giờ con đi lấy chồng, gọi bằng má con sợ khóc. Con sẽ gọi luôn từ bây giờ. Ừ. Bây giờ là má ở đây dạy con cách làm dâu nhá. Ừ, dạy. Tôi dạy miễn phí luôn đó. Ok. Nhưng mà tôi nói cho biết nha, tôi dạy là tôi nghiêm khắc lắm. Tôi có một cái nguyên tắc, dạy là phải nghe, không nghe là tôi ký đầu. Nghe chưa? Ừ, thôi vậy nha. Dạ. Thôi tôi đi nha. Má. Đi chợ lựa mua đồ ăn phải dễ đâu. Đây nè, muốn mua cá đó, thấy chưa? Là phải lựa cái con cá nào mà cái mang nó còn đỏ đó, là cái cá tươi. Dạ. Hiểu không? Dạ dạ, mà phải nhớ đó, cá này nè, thấy chưa nè.
cầm coi. Hồi nãy tôi nói là phải dạch cái này nè, khi mà nó đỏ ra nó còn tươi, biết chưa? Nè, tôm giờ là ngon nè. Rồi đi kiếm mua gia vị nữa đi. Trời ơi, bây giờ ở siêu thị gà thì làm sẵn, chứ hồi đó mà muốn ăn gà là phải cắt cổ ha, rồi nhổ lông nè, gà đó ha. Nhớ cái này xé phay, nấu cháo xé phay cũng ngon lắm. Coi coi coi, dồn kỹ vô đây nè. Thịt heo ha, thịt heo là phải tươi vậy nè. Đó, biết cái này miếng này coi gì không? Là cốc slot ha, đó, cốc slot. Nói chữ sờ vô nghe cho nó vui vậy mà. Đây nè, thịt heo cái miếng này ngon. Trời ơi, cái này mà về luộc mua mới tép ha, luộc ra cái cho nó cũng bánh tráng ha. Mấy cái thằng con trai đứa nào nó không thích nhất là mấy cái thằng ở miền Tây á. Làm món này khó lắm. Khó cái gì phải ráng. Muốn lấy chồng, muốn làm dâu là phải biết thương chồng, thương con chứ gì. Cái khó lắm, khó lắm. Giờ lựa cho tôi coi thử kìa. Đây nè, lấy cái này. Lựa đi. Không lựa là coi chừng đó nha. Xé ra, bỏ vô. Lẹ lên coi. Lựa hả? Ừ. Cái này cũng bánh trắng hả? Để nó đâm vô họng chết. Ừ, cái đó tạm được. Nhớ nghe chưa? Dạ. Lại lên đi. Trời ơi, có bả mò kìa ông nội ơi. Nó cầm một con. Rồi. Miếng đủ không? Dạ, đủ ạ. Ít thôi. Rồi. Mua gì mà nặng ơi là nặng, từ siêu thị bước ra ngoài cổng đã thấy không thể nào mà xách về nổi rồi. Bây giờ còn đi bộ về nhà nữa, có bao giờ mới về đến nhà đây. Nắng quá, mệt quá, gan nua quá. Ôi sao vậy? Đau giọt đâu. Trời ơi, con đã nói rồi, nãy bảo gọi taxi mà không thèm gọi, bây giờ là đi bộ. Bây giờ làm sao bắt taxi về được nữa? Bây giờ làm sao mà về? Đau giọt quá anh chơi nha. Mệt quá, mệt quá. Đau. Bóp hai tay. Đau sao bóp một tay được. Bóp vậy mới được. Ước gì mai mốt dâu tôi nó cũng bóp chân tôi vậy đó. Chúc mà may mắn con ở nhà có ba mẹ chồng khác rồi. Trời ơi, bóp chân, chặt chân, bóp chai sao được. Có dâu. Làm gì có dâu ở đây? Có nè. Trời ơi, mày chuẩn bị sẵn luôn. Đâu có già cả thì đâu phải có dâu. Sao hỏi hoài. Rồi, bóp từ từ. Được. Nó khỏe chưa? 5-7 tiếng nữa chờ cho nó thấm dầu vô cái đã. Trời ơi, sao tao khổ thế hả trời? Trời đất ơi, cho tôi sung sướng quá vậy trời. Sao tôi sung sướng quá trời ơi. Quá đi nó hay. Trang tập thể dục rồi ba mốt một đẻ tí thôi. Khỏi đẻ luôn. Ê, ăn nói cái miệng cái mồm nó móng móng mà muốn đẻ sướng lắm. Không thấy anh đoàn dâu có vậy chứ dễ ợt thôi à. Hả? Mà đàn bà đó ha, quan trọng là cái tiếng cười trong nhà là do mình ha. Đó, ngộ chứ. Ta tưởng cái mặt ngu chứ tao gì có cũng thông minh, dạy cái biết liền. Ê, vậy là mình đã vượt qua dòng sát hạch rồi ha. Yeah. Nè. Hai đứa quen nhau bao lâu mà rồi dám mà kéo về đây ở chung vậy? Ôi trời ơi, thời đại bây giờ như thế mà má. Cái chuyện đấy là con không có sợ. Một điều duy nhất mà con sợ đấy chính là má anh Tuấn mà đến bất ngờ thì không biết trốn vào đâu luôn á. Trời đất ơi, má anh Tuấn sợ gì vậy sao? Nhưng mà lỡ nếu bà tới thiệt thì trốn đâu? Trốn tủ được. Sợ lắm. Sợ lắm hả?
Rồi kể tiếp đi, rồi sao nữa? Hả? Mà nó quen con trong trường hợp nào? Con còn nói thì má cũng không tin đâu. Chà. Bọn con quen nhau qua mạng. Rồi là tên TV hả? Không, là trên điện thoại ạ. Ủa điện thoại cũng quen được hả? Hay ta. Rồi sao nữa? Hả? Thì lúc đầu ông ấy có thích con đâu. Con bán hàng online. Ông ấy nhắn tin cho con để mua quà cho bạn gái. Rồi sao nữa? Mà đã mua được món quà nào đâu. Chưa gì đã bom hàng con rồi. Với lý do là gì mà biết không? Lý do là chia tay bạn gái. Mà con ghét nhất những người bom hàng. Con có chuyện để cho yên đâu. Con đến tận nhà con hỏi cho ra lẽ. Ai ngờ mở cửa ra lại đẹp trai quá nên con hốt luôn. Trời, Tuấn đẹp trai hả? Đẹp trai giống tía nó đó. Rồi lý do làm sao mà chia tay bạn gái à? Ông ấy nói là bạn gái cũ của ông ấy lúc nào ông ấy cũng mẹ như là con nít. Nếu mà bây giờ lấy vợ về thì chắc chắn là thương mẹ hơn là thương vợ, làm sao mà sống nổi với nhau. Thế là chia tay. Đúng rồi, chia tay là phải rồi. Không bao giờ được qua vợ mẹ trơn trọi. Thấy không? Vậy là có hiếu ha. Rồi tiếp đi, kể đi. Thì hết rồi, mà con có quan tâm về mấy chuyện đó đâu. Ngược lại con rất là thích tính của anh Tuấn, rất là hiếu thảo. Con mà lấy anh Tuấn về làm chồng á thì chắc chắn con sẽ yêu thương mẹ chồng hơn là chồng. Con sẽ hôn mẹ chồng hàng ngày luôn. Con có điện thoại rồi, chờ một tí nhé. Trời đất ơi. Alo, bao giờ anh về? Hôm nay anh về sẽ có một bất ngờ đặc biệt dành cho anh. Anh sẽ tự hào về người vợ tương lai như em. Anh nói cái gì cơ? Anh đi luôn đi! Trời ơi! Sao cái chuyện gì dưới này rồi không biết nữa à? Sao mày không nói thẳng với cổ? Là mày sợ Kiều không hợp với mẹ mày? Nếu thật sự đã yêu nhau và xem nhau là gia đình thì chuyện gì cũng có thể chia sẻ được với nhau hết. Tao nghĩ cô ấy đã chịu tổn thương quá nhiều rồi. Nếu thật sự mày yêu Kiều thì mình nên bỏ qua và chấp nhận con người thật của cô ấy, cho dù nó có như thế nào. Gì ông sùng ngoài này vậy con? Gì dạ? Hôm nay anh Tuấn bận việc nên không về được. Không bận không về thì nó về chứ có gì đâu mà dữ vậy. Mà cơm nước nấu xong hết rồi. Nấu rồi chú nó về nó ăn. Con biết thừa anh ấy nói thế là không muốn gặp con, muốn né tránh con, không muốn cho con gặp mẹ chồng như gì. Không hiểu con học nãy giờ học làm dâu làm vợ làm gì không biết. Cậu Tuấn hư quá ta. Không, thôi em sao. Cái gì vậy? Trời ơi. Gì? Trời ơi con. Là con là vợ. Trời ơi. Ủa, anh trời. Thôi đi. Có thôi gì không? Con gái con đứa gì mà giữ gì ai dám lấy. Mà tôi nói rồi, dạy mà lên tao bên là tôi ký đầu mà. Dữ quá. Bà là ai mà bà dám đánh tôi? Tôi tưởng bà là mẹ chồng của tôi thật đó. Tôi không cần bà nữa, bà đi về đi. Trời. Mà sao vô duyên vậy? Tự nhiên là đánh nó, đánh sao? Về ly không? Uống ít thôi. Uống vừa vừa chứ uống quá là say xỉn làm sao mà nói chuyện. Mất vui, thấy không? Mà con cũng biết chả ai chịu lấy một đứa mồ côi không nghề nghiệp ổn định như con làm vợ cả. Đã thế con còn không biết làm việc nhà, chăm sóc chồng, lại còn làm con dâu của người ta, sao mà người ta chấp nhận.
ai mà lấy con về thì mẹ chồng của người đấy hoặc là tức tối mặt hoặc là tống cổ con ra khỏi nhà. Có đâu, mặt dễ thương quá trời quá đất cơ mà. Từ từ rồi học cũng làm được thôi con à, nghe không? Ước gì mẹ chồng nào cũng tốt tính như má, thế thì tuyệt vời chuyện. Uống cái thôi nha. Tặng má một nụ hôn. Có một tí, chờ con tí. Vậy dạ. Chuyện này là bí mật, cái này con lén lấy. Đây là chiếc vòng mà má anh Tuấn đã tặng anh Tuấn. Anh ấy nói với con, má anh ấy dặn. Ủa, cái gì vậy má? Đây là cái vòng gia bảo, con hãy giữ lấy. Hãy thương đứa nào, đeo vô cho nó rồi dắt về đây cho má. Vậy chắc cái vòng đó mắc lắm hả má? Mắc cha mày. Tự nhiên cái đeo vô cho tao, rồi có dắt tao về đây, cái mới ra mày rồi. Mỗi tội là con chỉ được thấy, chưa bao giờ được sờ. Thế là đầu tiên đấy. Nè, Tuấn có ý nó chọn con rồi đó, cho nên mới đưa cho con coi, rồi mới nó mới kể cho con nghe. Má không hiểu đâu, nếu mà anh ấy chọn con thì chắc chắn sẽ không né tránh con như vậy. Nên là hôm nay sẽ là ngày cuối cùng con nói về vấn đề này. Con sẽ không nhắc lại về vấn đề này nữa. Đúng, tao là một thằng hèn. Tao không dám bảo vệ tình yêu của tao với chính những người mà tao yêu thương. Ấy, đừng có uống nữa. Đừng có uống. Ở đời mà đâu có ai sinh ra biết hết mọi chuyện đâu. Cơ bản là mình có chịu học hỏi hay không thôi. Mà tôi vui lắm đó nha. Con cố gắng là má vui trong bụng lắm rồi đó. Nhưng mà không biết má của anh Tuấn có ưng con không. Mà con rất là yêu anh Tuấn, không muốn làm vợ của anh ấy nữa. Được. Chiếc vòng. Cái vòng không thể mất được đâu. Anh xin lỗi, anh đã không nghĩ cho cảm xúc của em. Bây giờ em vào trong soạn đồ đi, anh sẽ dắt em về ra mắt má liền. Nếu mà má có la thì hai đứa mình cùng chịu, bởi vì em là người mà anh chọn và anh rất yêu em. Mình đi em. Không được đâu, em không đi được với anh đâu. Em xin lỗi, em sẽ giải thích với anh sau. Bây giờ em phải đi rồi. Em xin lỗi. Cô kiếm cái này phải không? Tôi không lấy của cô đâu. Hôm qua cô sai, cô làm rớt bể. Thôi,
nó cũ rồi. Tôi cho cô cái mới. Cô nhớ, xài là phải giữ kỹ, nghe chưa? Nên chưa tôi phiền anh. Anh ơi, đây là người giúp việc em thuê để dọn nhà cho mình đấy. Giúp việc? Đúng, tôi là người giúp việc. 1 giờ 120 ngàn. Hôm qua tới nay 24 tiếng đồng hồ, tôi đủ tiền mua vé cho anh chị về quê đốt nhang cho ông bà. Con xin lỗi má. Mà sao má lên đây mà má không báo cho con biết trước? Anh nói cái gì? Má ấy hả? Đúng, tôi là má của bạn trai cô đó. Tôi lên đây tôi báo trước. Báo biết trước thì làm sao tôi chứng kiến cái cảnh sống của hai người như vậy? Hả? Lúc nào cũng xa, không về được. Thì đã vậy đấy ạ. Anh biết là tôi nhớ anh biết tới chừng nào không? Hả? Tôi quyết định rồi. Má có quyết định riêng của má. Tết này ở lại đây ăn Tết. Được không? Má làm con hết hồn. Không, cái gì? Bởi vì vì tôi đã tìm thấy con dâu của tôi rồi. Thì má không giận con nữa đúng không? Ừ, miệng mồm thì có tép lặng tép lỗ chút, nhưng mà cái tâm tốt. Tuấn. Dạ. Cho mượn cái tay chút xíu. Dạ. Tay bay đâu? Cái tay nào ôm tôi đâu? Nè, đeo vô cho nó đi, rồi dắt nó về cho má, giống như ba hồi đó đeo cho má rồi dắt má về nhà. Được rồi má. Có chân vừa mà. Chắc chắn sẽ vừa. U đau quá rồi. Cảm ơn má. Cảm ơn má. Thôi ơn quẻ gì, ơn quẻ cái gì, hung tôi cái đi. Ông trời ơi. Vậy là hết buồn hết phiền ha. Vậy là Tết năm nay cả nhà mình sẽ ăn Tết ở đây luôn má ha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Sau đó được mình phải về quê. Rồi về quê nữa. Con không muốn về quê. Ôi con dâu của tôi. Khoảng cách không thành vấn đề nếu chúng ta luôn hướng về nhau. À, tới này mùng mấy bây giờ? Trong bình minh muôn loài chim hót vào mọi nơi, đêm trong tiếng cười cho kiếm người tình thương đắm đuối, nắng xuân đêm vui với ơi, yêu trong vạn năm.